Bên trên cũng được. Đây. Còn bên dưới đấy là có gì ạ? Đây, đầu ở đây. Chào chú. Rồi, con nhìn thấy đâu, con nhìn thấy đâu. Nằm trong quần thể khu du lịch quốc gia Mộc Châu, giáp ngay bên dòng sông Đà Hùng Vĩ, xã Suối Bàng nổi tiếng từ ngàn đời nay với những cỗ quan tài được làm bằng thân cây, khoét rỗng đặt lộ thiên trong những hang núi đá cao, gắn liền với những câu chuyện từ xa xưa với đầy rẫy sự bí ẩn, ly kỳ và ma mị cho đến nay vẫn chưa có được lời giải thích. Hôm nay xin mời các bạn hãy đi cùng Han khám phá địa danh tâm linh Hang Ma Suối Bàng. Ok, hai xin chào các bạn. Lại là mình đây và rất vui khi được gặp lại các bạn trong vlog mới của mình. Vâng, hiện tại thì mình đang có mặt tại xã Suối Bàng. Không, ở trong cái vlog lần này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn qua một địa điểm cũng tâm linh cũng khá là nổi tiếng của Mộc Châu. Đây là một địa điểm tâm linh có một chút gì đó hơi rùng rợn và kỳ dị. Xin mời các bạn hãy đi theo chân mình để cùng khám phá địa điểm đó nhé. Thế đó bà. Đây là mộ người Thái. Đây là trưởng tộc của người Thái hồi xưa. Cùng với cái đó mộ coi như treo trên vách đá. Trưởng họ của người dân tộc Thái là cái này, cái đèn này đầu. Thì cái này là tay. Đây là kiểu nó năm đến chè thế này, coi như là cài chè thế này, coi như là. Vâng, và trong quá trình di chuyển từ ngoài đường chính để đi vào trong chỗ hang ma thì như lời của thầy Mo đã nói thì đây là nơi bia mộ người đứng đầu của bộ tộc người Thái ngày xưa. Ở đây như các bạn có thể nhìn thấy, đây chúng ta có 5 cái bia, thì mỗi một cái bia này là tượng trưng cho một bộ phận ở trên cơ thể. Nơi đây là tảng đá ở đầu, hai tảng đá bên này là hai tay và hai chân ở bên dưới kia. Vâng, và địa danh này là một địa danh tâm linh gắn liền với những câu chuyện ly kỳ của bà con dân bản ở vùng Suối Bàng này. Và cân nhắc một điều, khi mà các bạn đặt chân tới đây thì chúng ta hãy mời bác thầy Mo của vùng bản này đưa đi, bác ấy sẽ thắp hương và khấn bằng văn tế để đảm bảo cái sự an toàn về tâm linh cho các bạn, các bạn có thể yên tâm hơn. Hiện tại bây giờ đang là giữa trưa, rất là nắng. Đặt chân đến đây thôi, các bạn có thể cảm nhận được cái vẻ huyền bí, ly kỳ của cái vùng đất này. A few moments later. Bây giờ thì đi hết cái quãng đồi chọc rồi, chúng ta sẽ vào trong khu rừng già. Khi bắt đầu đi vào trong khu rừng già này thì mình vung tay hơi quá này, đang bị một hàng gai cắm vào tay. Như các bạn, trong này cảnh quan thiên nhiên rất là đẹp. Mỗi tội là đường đi hơi trơn do cái lá cây ở dưới mặt đường. Ở đây có rất nhiều cây gỗ to phủ che nắng ở bên trên, khá là mát. Và chúng ta sắp đi đến chỗ miệng hang đây rồi. Mình đặt ra một câu hỏi là không biết tại sao các cụ ngày xưa có thể khỏe đến cái mức như vậy, có thể bê vác được cái quan tài và cái xác người nặng, rất nặng, đi lên trên những cái vách núi và đi băng qua rừng như thế này, thực sự là rất khó. Bên này là vách đá, còn một bên là vực, chỉ cần lăn người xuống đây thôi là không tìm thấy nhau nữa đâu. Khá là nguy hiểm. Ẩn tích huyền bí quá, không thể giải thích được.
Đây là con đường mà đang làm tạm để phục vụ khách du lịch hoặc là người đến dâng hương thì người ta sẽ đi bằng con đường này. Nhưng mà ngày xưa không có đường thì làm sao mà người dân họ có thể đi được nhỉ? Rất là kỳ lạ. Ngay ở đây chúng ta có thể nhìn thấy một cây khúc gỗ quan tài ngày xưa. Trước mắt chúng ta đây là miệng hang, và bên dưới miệng hang này có những cái cây khúc gỗ này là quan tài ngày xưa bị rơi xuống đây. Đứng đây một cảm giác rất là ma mị. Hoàng Anh. Còn phú còn chi, để cho con có cửa coi nhà, con với con mà, để cho nhà con nhà con cửa lai cái chẳng. Vâng, sau khi quá trình làm lễ và đọc văn khấn của bác thầy cúng xong thì cả đoàn chúng mình đã vào trong đây để tham quan. Thực sự những cái ngôi mộ bằng gỗ ở đây được tạc cũng khá là cẩn thận và tỉ mỉ đúng không? Ở nơi đây trong hang này thì còn rất nhiều những ngôi mộ bằng gỗ khác. Ở bên dưới khu vực này có những ngôi mộ vẫn còn nguyên si và bên trong vẫn còn có hài cốt ở bên trong đó. Theo như lời bác thầy Mo và anh dẫn đường thì những ngôi mộ này có niên đại khoảng 1.200 năm về trước. Tất cả các cỗ quan tài này thì được làm bằng gỗ đinh thối cho nên rất là bền. Một số cỗ quan tài bên ngoài do tác động của thiên nhiên thế nên đã bị mục mối rồi, nhưng mà những ngôi mộ ở bên trong này thì vẫn là còn nguyên vẹn và đặc biệt là vẫn còn hài cốt ở bên trong đó. Bây giờ khả năng là bọn mình sẽ phải di chuyển đi xuống thôi. Các bạn khi mà lên khám phá hang ma ở suối vàng này thì phải nhờ dưới sự hướng dẫn và khấn của bác thầy Mo ở trên này thì chúng ta tránh bị phải tội với những nơi mà tâm linh như thế này. Bên trên cũng được. Ở bên dưới đấy là có gì ạ? Đây, đầu ở đây. À, rồi, con nhìn thấy đâu, con nhìn thấy đâu. Vâng, theo như cháu thấy ở chỗ này khá là nguy hiểm thì làm sao mà ngày xưa các cụ ngày xưa có thể di chuyển quan tài lên đây nhỉ? Vâng, coi như là hồi xưa thì coi như là vì chôn dưới đất, coi như đất của người Thái nó không cho chôn thì bắt buộc ví quá thì coi như là nó phải coi như là một là người đằng trên là kéo làm dây kéo, hai là người đằng dưới nó đùn lên đẩy lên cho đẩy lên cái coi như là người thì trượt chân trượt tay coi như là lại rơi xuống, lại có người thì gãy chân gãy tay, có người thì gãy cổ nó lại chết. Cuối cùng cứ để mãi này không thể tồn tại được thì sau này coi như là dân họ sẽ chết hết là lại phải di chuyển đi di chuyển vâng ạ cho khác. Vâng, thưa các bạn. Con đường đi xuống cũng không phải là đơn giản một chút nào cả, khá là treo leo và bà con ở đây phải làm buộc sợi dây vào thân cây rễ cây để làm đường có thể cho khách du lịch có thể bám vào và đi xuống. Đây là mình quay cái đường xuống mà bà con đang làm tạm để cho mọi người xem nhé. Đây này, sự đi khám phá hang ma khá là mạo hiểm, đòi hỏi phải có sức khỏe tốt và dẻo dai.